Nhắc đến những băng đảng xã hội đen trong quá khứ, mọi người sẽ ngay lập tức liên tưởng đến các cuộc thanh toán ghê rợn hay những tội ác tày trời mà không nhiều người dám làm. Một trong số đó là Peaky Blinder. Những bóng ma Anh Quốc đã được sử sách lưu danh và để lại tiếng vang lớn đến tận thời đại ngày nay. Với những gì đã khiến Peaky Blinder đặc biệt đến thế, tất tần tật những thứ đó sẽ được bật mí trong video lần này. Chào mừng các bạn đến với bình luận viên Anh Quân Discovery. Sự khét tiếng và phong cách của bóng ma Anh Quốc khiến họ nhận được sự chú ý. Khả năng kiểm soát, lách luật và thao túng của băng nhóm này vẫn là một hiện tượng văn hóa và lịch sử đang thu hút sự chú ý ngày nay. Trong khi sức mạnh của Peaky Blinder mờ dần theo thời gian, huyền thoại về băng đảng này vẫn còn tồn tại trong văn hóa đại chúng ở thời điểm hiện tại. Vào năm 2013, một bộ phim cùng tên đã được sử dụng lại cho loạt phim chính kịch chủ đề tội phạm được phát sóng trên đài truyền hình BBC. Thậm chí, Peaky Blinder đã trở thành một trong những series ăn khách nhất của dòng phim chính kịch truyền hình tội phạm. Bộ phim kể về gia đình tội phạm Peaky Blinder ở Birmingham, mà người đứng đầu là Thomas Shelby, do nam diễn viên tài năng Cillian Murphy thủ vai. Vào những năm cuối của thế kỷ 19, đời sống tại Birmingham ở Anh rất khó khăn. Điều kiện sống tồi tàn và những khó khăn kinh tế là nguyên nhân cho sự ra đời của nhiều băng đảng, nổi bật là Peaky Blinder. Những băng nhóm này bắt đầu kiếm tiền bằng cách sử dụng những cậu bé đi móc túi. Về sau, khi quy mô và số lượng thành viên của các thế lực này to hơn, sức mạnh của họ bắt đầu lớn dần nhờ những vụ cướp bóc, bạo lực, đấu giá, cá cược bất hợp pháp và kiểm soát cờ bạc. Băng nhóm Peaky Blinder đã thật sự điều hành những con phố ở Birmingham, nhưng ở thời điểm sớm hơn một tí so với thời điểm trong loạt phim của BBC. Theo tạp chí Smithsonian, băng đảng Peaky Blinder lớn mạnh từ khoảng thời gian những năm 1890 cho đến Thế chiến thứ nhất. Ngược lại, bộ phim của BBC được đặt trong bối cảnh những năm 1920 sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc. Peaky Blinder cung cấp một cái nhìn trực diện vào đời sống xã hội tội phạm nơi chúng sẵn sàng giết người, đánh đập những kẻ chống đối, tìm mánh lới để trộm cắp và lối sống xa đọa có phần trụy lạc. Băng đảng trong thế giới thực cũng ít bạo lực và côn đồ hơn so với miêu tả trên phim. Họ tập trung vào việc đánh chặn các đoàn xe ngựa hơn là tiếp quản các trường đua ngựa và tham gia các công việc chính trị. Họ đã bị thay thế bởi Birmingham Boys, được điều hành bởi trùm tội phạm huyền thoại Billy Kimber vào những năm 1920. Sau đó, Birmingham Boys cũng bị thay thế bởi băng đảng của Charles Sabini vào những năm 1930. Các thành viên băng đảng Peaky Blinder diện trang phục đặc trưng bao gồm áo măng tô, di lê, khăn choàng lụa, quần ống loè, giày da và hầu hết đội mũ nắp phẳng. Bên cạnh đó, họ là những tên xã hội đen muốn sử dụng trang phục để nhấn mạnh địa vị bản thân ở khu ổ chuột công nghiệp trong khi nổi loạn chống lại chính quyền của cơ sở thượng lưu truyền thống. Thậm chí sau khi bộ phim ra mắt và tạo tiếng vang lớn trên toàn cầu thì trào lưu retro đã thịnh hành trở lại. Trang phục, quần áo và phụ kiện, phong cách retro là những trang phục sử dụng những họa tiết gam màu đường nét cũ kỹ của những thập niên trước, kết hợp với những thiết kế kiểu dáng hiện đại ngày nay, tạo ra sự tân mới, tạo nên một phong cách thời trang retro đầy hoài cổ nhưng vẫn có những nét hiện đại bên trong nó. Cho đến ngày hôm nay vẫn có rất nhiều những tranh cãi xung quanh cái tên Peaky Blinder. Giáo sư Kachin, chủ tịch lịch sử cộng đồng tại Đại học Birmingham, cái gọi này thực sự là một tham chiếu đến sự thanh lịch của các thành viên trong băng đảng. Blinder là một thuật ngữ tiếng lóng quen thuộc của cộng đồng ở Birmingham để mô tả một cái gì đó hoặc một người nào đó có vẻ ngoài bảnh bao. Giáo sư cũng cho biết thêm, việc sử dụng phổ biến của Peaky tại thời điểm thế kỷ 19 là để đề cập đến bất kỳ chiếc mũ nổi nào có nút ở trên đỉnh. Cách gọi này được lấy cảm hứng từ các thành viên của băng đảng khi khâu lưỡi dao lam và vành chiếc mũ nổi để làm vũ khí. Trong cuốn tiểu thuyết A Walk Down Summerland của tác giả John Douglas đến từ Birmingham, ký giả người Anh đã mô tả các thành viên với lưỡi dao cạo được khâu vào vành chiếc mũ sẽ khiến kẻ thù lóa mắt mỗi khi giao chiến. Tuy nhiên, đây là một điểm khó hiểu của phim, bởi Peaky Blinder ngoài đời thật hoạt động ở khu đô thị Birmingham nước Anh vào khoảng thời gian năm 1800 đến đầu 1900. Mà theo những báo cáo thực tế, nhà sản xuất lưỡi dao cạo Gillette cho ra mắt dao cạo của họ vào năm 1903 tại Mỹ. Và đến tận năm 1908 thì sản phẩm dao cạo mới đến nước Anh, thế nên giả thuyết phía trên không nhận được sự công nhận cao. Thêm vào đó, báo Birmingham Mail đã đăng tải một bài viết dẫn lời giáo sư Cochin cho rằng những câu chuyện về chiếc nón khâu dao cạo chỉ là chuyện đồn thổi. Vì tại thời điểm đó, dao cạo là một mặt hàng rất đắt đỏ, chỉ có những người thực sự giàu mới mua nổi. Giáo sư cũng khẳng định không có cách nào khả thi để khâu lưỡi dao đó vào mũ. Về cái tên của gia đình Shelby, đạo diễn Stephen Knight tiết lộ rằng nó bắt nguồn từ một câu chuyện mà cha anh từng kể cho anh.
Khi còn trẻ, cha anh được ông nội anh bảo rằng hãy đi nói với các chú bác của con, họ là những người nhà Sheldon, những người mà sau đó trở thành một phần trong những tàn tích cuối cùng của Peaky Blinders. Cái tên Sheldon đã được đổi thành Shelby trên phim. Chắc đạo diễn đổi tên vì sợ mấy thành viên còn lại của Peaky Blinders hỏi thăm. Ít người biết rằng kiểu tóc mang tính biểu tượng của các Peaky Blinders được lấy cảm hứng từ việc ngăn ngừa cháy. Theo Laura Schiavo, nhà thiết kế tóc và trang điểm cho Peaky Blinders từ những ngày đầu, diện mạo của các bóng ma Anh Quốc là trang phục hàng ngày của những người đàn ông thuộc tầng lớp lao động thời đó muốn ngăn ngừa cháy. Điều này cũng có thể bị ảnh hưởng bởi thời gian họ ở trong các chiến hào của Thế chiến thứ nhất, nơi cháy phát triển mạnh trong điều kiện gần gũi. Tuy nhiên, Schiavo không muốn chỉ đơn giản là cạo trọc các diễn viên để hóa thân thành các thành viên của Peaky Blinders. Thay vào đó, cô muốn kết hợp chiếc mũ thương hiệu của băng đảng thành một thiết bị mô tả đặc điểm nhận dạng. Khi đi cùng nhau như một băng đảng, họ trông như những người lính cùng một bộ trang phục và những chiếc mũ trên những cái đầu cạo trọc. Nhưng khi họ cởi bỏ mũ, tính cách cá nhân của từng nhân vật sẽ được thể hiện rõ ràng hơn thông qua những kiểu tóc. Bây giờ, kiểu tóc Thomas Shelby của Cillian Murphy đã trở nên phổ biến và thành mốt. Mặc dù lúc đầu khi nhìn thấy kiểu tóc này, anh đã hoảng hốt bất ngờ. Nói chung là tóc cũng đẹp mà lại không lo cháy. Ông trùm của bóng ma Anh Quốc là một nhân vật hư cấu, được truyền cảm hứng từ tay giang hồ khét tiếng nhất băng nhóm Peaky Blinders. Gilbert đã chỉ huy cũng như trực tiếp tham gia vào các hoạt động tội phạm ở Birmingham, bao gồm buôn lậu, thu tiền bảo kê, buôn bán chất cấm và cướp đất. Dĩ nhiên thì Thomas Gilbert trong lịch sử là một tên tội phạm cực kỳ khét tiếng, không đẹp trai và cũng chẳng hào hoa như Tommy Shelby trên màn ảnh rộng rồi. Nhân vật Tommy Shelby cùng với sự diễn xuất xuất sắc của các diễn viên được coi là một nhân tố quan trọng đã tạo nên sự thành công của bộ phim Peaky Blinders. Diễn viên thủ vai Tommy Shelby là Cillian Murphy. Anh đã làm sống động về một nhân vật kiệm lời với khuôn mặt không cảm xúc, thế nhưng ánh mắt như con dao xuyên thấu và sự im lặng kia khiến ai cũng đều lạnh gáy khi đối diện. Nhân vật ông trùm trong bộ phim sinh ra lớn lên giữa một gia đình sẵn sàng giết người không chớp mắt và sống bằng cách cướp bóc và ăn trộm của người khác. Tommy Shelby sở hữu cho mình một cái đầu lạnh và luôn tính toán đầy khôn ngoan trước khi hành động. Diễn viên Cillian diễn đạt đến độ khán giả khi xem đến những phân cảnh về ánh mắt của Tommy lại là phải rùng mình khi không biết hắn ta đang ủ mưu tính kế gì trong bộ não kia. Mặc dù là một series bối cảnh ở Birmingham, nhưng Peaky Blinders lại không có cảnh quay nào ở Birmingham. Hầu hết các cảnh quay ngoại cảnh ở đường phố Birmingham trong những mùa đầu tiên được quay ở thành phố Manchester. Địa điểm mang linh hồn Birmingham nhiều nhất trên phim là bảo tàng cuộc sống đồng quê da đen ở Dudley, West Midlands. Với một loạt các tòa nhà công nghiệp được cải tạo lại cùng những con kênh nhỏ, nơi đây đã cung cấp khá nhiều tư liệu cho các cảnh quay như các bến thuyền, lò rèn, những bãi phế liệu. Đạo diễn Stephen Knight đang cố gắng thay đổi tình trạng này. Cụ thể, ban quản lý thành phố Birmingham đang cùng Knight lên kế hoạch mở một studio khổng lồ ngay tại đây với những trường quay, xưởng phim, cũng như nhà ở, quán bar, nhà hàng. Nếu như bạn không biết thì suýt chút nữa, người vận chuyển Jason Statham đã trở thành nhân vật chính của bộ phim này. 5 phần phim và Cillian Murphy đã chứng minh cho tất cả chúng ta thấy vai diễn Thomas Shelby của anh hoàn hảo đến mức nào. Tommy đã đi từ tầng lớp lao động trở thành một tên côn đồ trên đường phố Birmingham. Lãnh đạo băng đảng, cướp bóc, buôn lậu, can thiệp vào các trường đua, dấn thân vào chính trường, một con đường chông gai và gian khổ, đầy sự can đảm và thử thách. Giống như Tommy, Cillian Murphy cũng đã đi từ việc không có một tí gì là một Peaky Blinders đến việc thể hiện xuất sắc vai diễn là một người lãnh đạo bằng Peaky Blinders. Và đây là câu chuyện về việc Cillian đã được casting vào vai Thomas Shelby như thế nào. Ban đầu, Jason Statham gần như đã là người thủ vai chính của loạt phim. Trong một bài phỏng vấn, Stephen Knight viết, trong lần gặp đầu tiên, Cillian rõ ràng không phải là Tommy, không phải là một Peaky Blinders. Trước khi tham gia Peaky Blinders, Cillian được biết đến qua các vai diễn trong 28 Days Later, Trilogy Dark Knight của Christopher Nolan và Inception. Những vai diễn rõ ràng là không có tí Peaky Blinders nào. Ngược lại, Jason Statham sở hữu vẻ ngoài gangster cùng những vai diễn đậm chất hành động của mình. Đặc biệt, vai diễn của anh trong Snatch được Stephen Knight đánh giá là sẽ giúp anh dễ dàng hòa nhập vào thế giới của Peaky Blinders. Nhưng sau cuộc gặp, Cillian đã nhắn tin cho Stephen Knight rằng "Remember, I'm an actor." Ý tưởng về việc Cillian phải cố gắng hòa hợp với thế giới của Peaky Blinders tương đồng với việc Thomas Shelby đã chuyển mình từ tầng lớp lao động đến người lãnh đạo một băng đảng rồi tham gia chính trường đã thôi thúc Stephen Knight chọn anh thay vì Jason Statham. Độ nổi tiếng của Peaky Blinders không dừng ở mức khán giả thông thường. Có rất nhiều người nổi tiếng yêu thích bộ phim. Khi được hỏi về những người nổi tiếng yêu thích bộ phim, Stephen Knight nói, có Brad Pitt, Snoop Dogg,
ASAP Rocky nữa. Tôi nghĩ trong phần 6 chúng tôi sẽ mời một vài người nổi tiếng cameo. Và không làm khán giả thất vọng, chúng ta có David Beckham sẽ cameo trong phần 6 này. Một trong những fan cứng chú hai Snoop Dogg đã từng cover bài hát Red Right Hand, bài hát chủ đề của bộ phim, và tự giới thiệu mình với cái tên Snoop Selby. David Bowie cũng là một fan bự của loạt phim. Ông hào hứng đến nỗi đã gửi cho Cillian một bức ảnh mà mình ăn mặc như một Peaky Blinder thứ thiệt, với đầy đủ phụ kiện và cả chiếc nón thương hiệu của băng đảng. Vậy là chúng ta vừa đi qua những sự thật ít ai biết về Peaky Blinder. Phim đã chạy qua 6 tập và với thông báo chính thức từ tháng 3, season 7 sẽ được lên sóng. Chưa có thông tin về thời gian ra mắt, nhưng chắc chắn là một fan của Peaky Blinder, tôi đang ngóng chờ từng ngày để được thấy Tommy Shelby trở lại màn ảnh rộng. Không biết các bạn có giống tôi không nhỉ?